Sao mới sáng sớm mà trời đã nắng chang chang thế này? Thôi chết rồi, 10 giờ sáng rồi sao? Sao hôm nay mình ngủ quên dữ vậy? Trời ạ, mỗi lần mình dậy sớm lắm mà, tại sao hôm nay lại? Mình nhớ ra rồi. Ai mua không? Ai uống không? Nước trái cây ngon đây, ai mua không? Ha, chào anh bạn, ai mua nước trái cây nhé, siêu sạch, siêu ngon, giá siêu rẻ. Cảm ơn nha, nhưng mà tôi không có mang tiền theo. Không sao, không sao, tôi tặng anh miễn phí một ly nè, nếu anh thấy ngon thì bữa sau nhớ quay lại mua nhé. Ồ, miễn phí hả? Cảm ơn nhé. Sao, anh thấy ngon chưa? Nước trái cây của tôi có công dụng đặc biệt, khi uống vào sẽ ngủ ngon hơn, có thể ngủ thêm lên đến 12 tiếng để giải tỏa sự mệt mỏi. Ồ, thì ra là như vậy. Hả? Cái gì? Ngủ 12 tiếng á? Đúng rồi, anh cảm thấy buồn ngủ chưa? Ơ kìa, sao anh không nói trước? Ngày mai tôi còn phải dậy sớm để đi làm nữa. Nhưng mà anh đã thấy buồn ngủ chưa? Buồn ngủ á? Mình không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào cả. Chắc là không có tác dụng rồi. Thôi, tôi đi nhé. Bye bye. Hả? Ủa gì vậy? Chắc là anh ta nói sợ để hù mình thôi. Làm sao có thể ngủ được 12 tiếng chứ? Vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ gì cả. Chưa bao giờ cảm thấy tỉnh táo như lúc này. Làm có chuyện đó chứ. Một sự tỉnh táo mà. Vậy là người bán nước không nói xạo rồi. Để rồi, không biết là có bị phầy không đây. Hả? Trời đất, Isaac, dậy đi, 10 giờ sáng rồi. Ngủ đạo quá, cảm ơn đã kêu tới dậy nha. Khoan đã, hồi nãy cậu vừa nói 10 giờ sáng ư? Đúng rồi đấy, hôm nay tớ ngủ quên, cho nên 10 giờ rồi, đi lẹ nào. Hả? Đi đâu cơ? Đúng rồi, cửa hàng tiện lợi. Ôi không, tao không muốn quên mất rồi. Lila, tao quyện đâu ba ăn sáng rồi nè, ăn lại rồi đi nào. Đồ ăn có rồi à? Khoan đã, Isaac, con vừa ăn cái phần cơm này sao? Đây là cơm thiêu tao định đem đổ mà. Cơm thiêu tao thấy ngon mà. Taxi. Ôi không, 10 giờ rưỡi rồi, đã trễ lắm rồi đấy. Chúng ta sẽ bị đuổi về sao? Giờ thì chỉ có trường hợp cửa hàng bị đóng cửa, thì may ra chúng ta thoát tội đấy. Đến rồi. Ủa, mà sao hai cậu không đi nữa vậy? Hả? Cố lên nào mọi người, từ đây đến tối phải đào cho xong đây. Hả? Sao hôm nay lại có thi công trước cửa hàng vậy? Bọn họ chặn đường lại rồi, làm sao chúng ta vào đó đây? Xin chào, mấy người là ai thế? Chúng tôi vào đi, sao sợ gì chặn đường vậy? Sao không có ai trả lời tôi vậy? Xin chào. Ủa, Jackie, Layla và Isaac, sao ba tụi em lại ở đây? Có chuyện gì à? Á, em chào chị Maya, cho tụi em xin lỗi vì đã đến trễ à. Hả? Em xin thề với chị là em không có ngủ quên đâu. Tự nhiên cả em ngắm mắt thôi, xin đừng đối với em mà. Khoan đã, tôi hiểu ra vấn đề rồi. Bọn họ đang sửa chữa cái gì đó ở bên ngoài, cho nên hôm nay cửa hàng sẽ đóng cửa, phải không chị? Tụi em không thèm đọc tin nhắn à. Chị đã gửi tin này từ sáng sớm rồi cơ mà. Do hệ thống ống nước ở khu vực này bị hỏng, bọn họ phải sửa chữa lại, cho nên tạm thời cửa hàng hôm nay sẽ đóng cửa. Mấy đứa không cần đi làm. Thế chị, ôi trời ơi, biết thế mình đang ngủ thêm rồi. May quá, tôi cứ sợ bị đuổi về chứ. May đấy, lần nào chúng ta đi trễ mà. Thôi mấy đứa về nhà đi, mai hãy quay lại làm việc. Chị về nhé. Yeah, về nhà ngủ thôi. Nè Isaac, từ từ đã, đừng có đi trước chứ. Đợi tới nữa. Ôi không, nó sắp đổ rồi, tất cả mọi người hãy tính ra. La 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 la. Isaac, cẩn thận đấy! Isaac! Cẩn thận trên đầu cậu kìa! Layla, cậu hãy tạo tấm khiên đi! Layla đâu rồi? Wow, dễ thương quá đi! Bắn nhà tao một cái! Trời ơi, cậu đi đâu thế? Có chuyện gì không, Jackie? Ôi không! Hả?
có chuyện gì thế? Đội trưởng Elisa. Vô, lâu rồi không gặp. À, chào đội trưởng Elisa. Ôi, xin cảm ơn đội trưởng, tí nữa thì chết rồi. Không có gì đâu, lần sau nhớ đi đứng như cẩn thận đi nhé. Chào đội trưởng, sẽ có lẽ ở đây. Ở nhà tôi đang truy tìm đội phạm mà. Không phải đâu. Hôm nay là ngày nghỉ của tôi, cho nên tôi có ý định trở về nhà của mình, nước Nga, Thái Đức 013. Tôi có nhờ Kenji mở cánh cổng giúp tôi và chờ ở đó. Thưa đội trưởng, cánh cổng này được mở, giúp đội trưởng ra về an toàn. Cảm ơn Kenji nhé, anh đã phả rồi. Tôi đi về đây, bye. Vâng, tạm biệt đội trưởng ạ. Tặc mày thôi. Ủa, gì thế này? Đây đâu phải là nước Nga, Thái Đức 013 đâu. Sau đó là cánh cổng biến mất, tôi đã bị kẹt ở nơi chim tới đất 012 rồi. Trời ạ, nhà tôi là ăn cái gì mà gặp sự cố hoài thế? Thế, bao giờ đội trưởng mới quay trở lại được? Nếu sớm thì tối nay, mà trễ lắm thì ngày mai. Tiếng con gì kêu thế? Layla, đừng có kêu nữa. Hả? Này, không phải tôi, muốn chết à? Xin lỗi, là tiếng đau bụng của tôi đấy. Nói thật thì... đói bụng quá, sáng giờ tôi chưa ăn gì cả. Mà tôi chẳng có may heo tiền để mua đồ ăn ở thế giới này được. Làm sao đây? Đội trưởng Elisa đừng lo, hãy ở lại nhà của chúng ta một hôm đi. Bọn tôi sẽ đãi cô cho. Ê, được đó, có vẻ là vui lắm đây. Hả? Thật sao? Các bạn không thấy phiền chứ? Không sao đâu. Hôm nay các bọn đều rảnh mà, có đúng không? Ừ, phải đó, đội trưởng Jasmine lại lùm như vậy mà còn ở nhà chúng ta được mà. Nó chỉ là đội trưởng Elisa. Cảm ơn các cậu nhiều nha. Mọi người thật là tốt bụng. Không có gì đâu, chúng ta về nhà nào. Wow, nhà có các bạn đây sao? Ý trời ơi, có bông kìa, ôi, dễ thương quá đi. Úi trời, có bông mịn màng quá, sờ vào thích ghê. Này các cậu, đội trưởng Elisa, không ngờ cũng đáng yêu ghê. Ừ, so với những đội trưởng khác thì cô ta giống con người bình thường nhất. Đội trưởng thích ăn gì à? Đội trưởng sống ở Nga, chắc là không quen đồ ăn ở đây nhỉ? Tôi ăn gì cũng được hết á, không cần lo xa đâu. Mà nè, các cậu không cần phải lịch sử với tôi như vậy đâu. Khi nào ở trong nhà tù thì hãy gọi tôi là đội trưởng. Còn ở đây, cứ gọi tên tôi là được rồi. Dù sao thì chúng ta cũng là cỡ tuổi nhau mà phải không? Vâng, thưa đội trưởng. Lại quên nữa. Elisa, cô thích ăn món gì để tôi làm cho? Tôi đã nói rồi mà, món nào cũng được hết. Thế tôi gợi ý cho, món thịt bít tết. Ừ, được đấy, hay cả món salad trộn nữa. Được rồi, hai cậu xuống đây phụ tôi làm nào. Ok, trời tới rồi, hôm nay chúng ta sẽ ăn ngoài trời nhé. Hôm rằng là sẽ không có mưa. Wow, bít tết nè, thật là tuyệt vời. Ý, sữa dâu nè. Elisa thích uống sữa dâu hả? Tôi cũng thế nè. Cái. À trời ơi, chuột kìa, cô thơm ơi. Hey, cút đi. Wow, cô không sợ chuột hả Elisa? Tôi nhìn nó là sợ tát cái mồ hôi luôn. Ừ, tôi không sợ bất kỳ con vật nào cả. Trời ơi, dán kìa. Trừ mỗi con dán. Tôi tự hỏi là Elisa có sức mạnh từ đâu? Sức mạnh của quỷ gì đó? Nhỉ, trước giờ tôi cứ thắc mắc. Bộ cô là người trái đất 100% mà. Có liên quan gì đến tộc quỷ không? Elisa, cô có thể kể về bản thân cô được không? Bọn tôi cũng muốn được tìm hiểu. Nếu như các cậu muốn nghe thì được thôi, tôi sẽ kể. Hello, chào mừng các bạn đến với shopyaki.vn. Các bạn hãy nhìn xem, hôm nay có rất là nhiều vòng quay để lựa chọn. Mình đã chọn vòng quay thần sấm nhé. Mình sẽ quay khoảng 6 lần để xem hôm nay có may mắn không nha. Mảnh ghép XM8 thần sấm 21 kim cương, 399 kim cương, 6999 kim cương, 9999 kim cương, 14999 kim cương, 19999 kim cương. Wow, trang quay phần quà càng hấp dẫn. Các bạn hãy mau ghé shop để nhận khuyến mãi 25% kim cương nhé. Ví dụ như là 90 kim cương nhận được 110 kim cương. Còn nhân chơi gì nữa, hãy thử phận may tại shopyaki.vn. Các bạn có biết đấy, tôi cũng là một con người bình thường như mà các bạn thôi. Tôi sinh ra và lớn lên tại Moscow, nước Nga, trái đất 013. Nhà không giàu mà cũng không nghèo. Chúng tôi sống tại một khu chung cư bình dân, thành phố.
Khi ấy, tôi vẫn chưa cảm nhận được năng lực của mình. Tôi vẫn là một cô bé bình thường, như bao đứa trẻ khác. Mẹ tôi là một thợ may thủ công làm việc tại nhà. Do chân của mẹ tôi bị tật từ nhỏ, nên không thể nào đi đứng bình thường được. Còn bố của tôi thì... Mẹ nói rằng, ông ta đã bỏ mẹ con tôi đi nơi khác từ nhỏ, để lại một mình mẹ chăm sóc tôi từ những năm tháng đó. Trong lòng tôi cảm thấy căm phẫn vì hành động bỏ rơi của ông ta. Nhưng mà cũng không đến nỗi thù ghét. Tôi cũng buồn chứ, buồn vì không có bố. Tôi là đứa duy nhất ở trong trường hay bị người khác soi mói vì tôi có màu tóc đặc biệt và đôi mắt đỏ. Ê, hey, các cậu nhìn kìa, Elisa có màu tóc màu xanh lá. Ui giời ơi, tóc anime à? Mắt cậu ta đỏ chót à, đừng có nhìn, coi chừng bị lây bệnh đau mắt đỏ. Elisa, em là học sinh tiểu học, ai cho em những tóc màu mè hả? Về nhuộm tới lại cho tôi. Hơ, nhưng mà cô, tóc em như vậy đã từ nhỏ rồi ạ, à? Em hay là em không có nhuộm? Còn cả lời tôi nữa à, em nghĩ lại xem, trên thế giới này, có ai có tóc màu xanh lá không? Bố mẹ em, ai có tóc như vậy không? Cô ơi, mẹ Elisa làm gì có bố là sao biết được à? Mấy cậu im lặng tí được không? Không có gì buồn cười cả. Tôi không cần biết, làm gì thì làm, trong tháng này phải nhuộm tóc trở lại cho tôi. Còn không, đừng bước lên lớp nữa. Thưa mẹ, con đi học mới về ạ. Về rồi hả con? Để mẹ may nắp cái quần này rồi mẹ nắp bữa tới cho con nha. Vâng ạ. Mẹ, mẹ ơi. Sao con? Mẹ có biết. À, không có gì đâu ạ. Elisa, cậu qua nhà tới học thêm không? Hả? Điểm của cậu gần đây khá là thấp, nên tôi muốn dạy kèm cho cậu, được chứ? Thật không? Cậu không ghét tớ à? Việc gì tớ phải ghét chứ? Thế là ngày nào tớ cũng cùng cậu ấy đi học thêm sau khi tan học, đến tận 8 giờ tối mới về. Và một đêm nọ, mưa rất là to, sương mù dày đặc. Ôi, mưa to quá, có lẽ là chúng ta không đi học thêm được rồi. Yeah, được nghỉ rồi, chúng ta về nhà thôi. Tao bị đứt dây dày rồi, cậu ơi đợi trước nhé. Ừ. Elisa, cẩn thận. Elisa, cậu không sao chứ? Cứu, phải cậu có cứu thôi. Chuyện gì thế? Vừa tông phải con gì à? Cái gì thế? Không, bọn phải là cái giết người. Ủa, sao mình lại nằm dưới đường thế này? Tommy, cậu đó rồi. Tommy, chắc là cậu ấy về trước rồi. Mình cứ về nhà thôi. Ôi không, ở ngoài đó không có điện thoại quan trọng, phải làm sao đây? Ủa, Elisa đâu rồi? Cái xe nữa. Mình nhớ rõ ràng là cậu ta đã bị tông ở đây và máu chảy ra rất là nhiều mà. Elisa đã bị xe tông xong rồi mất tích luôn rồi. Không biết ăn nói với mẹ cậu ta ấy thế nào ở đây. Chắc là cả đêm bác ấy lo lắm. Thưa mẹ, con đi học ạ. Chào bác ạ, con cháu xin lấy về con gái cậu bé. Hả? Elisa, sao cậu... Hả? Thật bị xe tông chảy máu rất là nhiều và ngừng thở ư? Không thể nào. Thật mà, làm sao mà cậu có thể... Cậu đùa vui quá, làm gì có chuyện đó chứ. Vậy đó là sự thật rồi. Con bé có khả năng hồi phục đó đây sao? Mấy người là ai? Bọn ta là tổ chức ngầm chuyên săn lùng những hiện tượng bí ẩn. Vào đêm qua, một cá nhân trong tổ chức của bọn ta vừa phát hiện ra một hiện tượng rất là đáng giá. Một con bé tiểu học tuy bị xe tông và khả năng cao là chết,
nhưng sau đó lại hồi phục nhanh chóng, không một vết thương, vết máu tan biến. Và những gì xảy ra đã được quay phim và chụp ảnh lại. Đây là một bằng chứng quý giá cho nền khoa học hiện đại. Ta sẽ bắt ngươi lại cho một số tổ chức để đem đi làm thí nghiệm. Ôi không, tôi không biết gì hết, các ông lầm rồi. Bay đâu, bắt con bé cho ta. Rõ. Dừng lại mau. Hả? Ta cảnh cáo cho các ngươi không được động đến đứa bé, nếu không thì đừng có trách ta. Hả? Mày là thằng nào? À, mày thuộc tổ chức khác thế gì? Tao sẽ không để cho mày có đường nó đâu. Bay đâu, xử nó. Một lũ không biết điều. Quay vật à. Tommy, cậu có sao không? Tommy. Ông là ai? Eliza, tôi nghe nói sao hả? Tôi cho em một tháng để nhận lại tốt, mà giờ em lại để cái đầu đó là sao? Em thách thức tôi lấy phải không? Em... Cô giáo à, sao lại bắt nó nhuộm tóc thế hả? Đó là màu tóc tự nhiên. Hả? Anh là ai? Hả? Tôi ư? Tôi chính là bố ruột của Eliza, con gái tôi đây, Dan Kimosik Verkazen. Hả? Cái gì chứ? Thật đấy à? Bố của Eliza sao? Bố của cậu ta có tóc màu xanh kìa. Bố à, con không giận bố vì đã biến mất đâu. Từ giờ, bố hãy quay lại sống chung với hai mẹ con đi. Mẹ buồn nhiều lắm. Bố xin lỗi, bố không thể nào ở đây lâu được. Nếu bố ở lại, thì sẽ gây nguy hiểm cho hai mẹ con mất. Bố đến đây vì nhớ con gái của bố thôi. Có thể, đây là lần cuối cùng bố trở về đấy. Hả, bố? Bố định đi đâu thế hả? Hành tinh Sarawar City, một hành tinh rất là xa xôi và đầy nguy hiểm. Con biết bố không phải là con người rồi đúng không? Và con là người mang trong mình hai dòng máu. Con hãy cố gắng trong hành trình phía trước nhé. Nhớ bảo vệ mẹ của con bằng mọi giá, mà không có bố ở bên cạnh đấy. Bố thương hai mẹ con lắm. Về sau, tôi không còn gặp bố của mình nữa. Tôi đã nghiên cứu rất là nhiều về hành tinh Sarawar City, nhưng nó không thuộc kiến thức của nhân loại. Tôi đã từng bỏ cuộc, cho đến khi tôi chính thức trở thành đội trưởng cai ngục nhà tù đầu lâu. Xin chào, người bạn mới. Xin được giới thiệu, tôi là Jasmine, đội trưởng khu giam. Từ nay, chúng ta sẽ là đồng nghiệp nhé. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn âm thầm nghiên cứu về hành tinh Sarawar City, nơi mà bố tôi đang sinh sống. Tôi mong là một ngày nào đó, tôi sẽ gặp lại bố tôi và tìm cách đoàn tụ gia đình. Sao thế? Sao ai cũng há hốc mồm ra thế? Tuyệt quá, đội trưởng Eliza là nữ người nữ quỷ. Và khi ở dân quỷ, cô ta kích hoạt một cái bộ giáp. Trời ơi, rất là ngầu luôn. Eliza, nếu có thể, chúng tôi sẽ cùng giúp cô đi tìm bố của mình. Chúc cô thành công trên con đường phía trước. Ôi, cảm ơn các bạn, tôi cảm động quá. Được rồi, đã hết về cảm xúc, chúng ta cùng ăn đi. Nhầm 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 nhầm. Trời ơi, Isaac, cậu đứa ta chưa đấy. À, Isaac này, cậu đã ăn phần Eliza đấy. Ê chết, tôi xin lỗi, xin lỗi. Không sao đâu, tôi sẽ ăn phần của cậu để bù vào vậy.